Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tự Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc làm đẹp, cắt tóc hay là cạo râu trong cái tháng 10 âm lịch năm 2022 năm Nhâm Dần. Thưa quý vị, để lựa chọn ra được một ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là cắt tóc cạo râu làm đẹp trong tháng 10 thì chúng ta sẽ dựa vào 16 tiêu chí này. Và 16 tiêu chí này sẽ có trong cuốn sách là ngày tốt toàn thư. Thì quý vị có thể tham khảo thêm những cái ngày tốt ở quyển ngày tốt toàn thư để tìm cho mình được những ngày tốt phù hợp mà mình chủ động được mọi việc cho được hanh thông thuận lợi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc cạo râu và làm đẹp. Thì quý vị biết là trong tháng 10 nó khởi từ ngày 25 tháng 10 dương lịch đến ngày 23 tháng 11 dương lịch, và ngày mùng 1 nó là ngày Tân Hợi, tháng 10 là tháng đủ có 30 ngày. Trong tháng 10 sẽ có hai tiết là tiết lập đông, nó khởi từ ngày mùng 7 tháng 11, và tiết tiểu tuyết nó khởi từ ngày 22 tháng 11. Đó. Và việc đầu tiên cũng vậy, bao giờ cũng vậy, để lựa chọn ra được một ngày tốt thì chúng ta cũng cần loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Thì ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch nó sẽ bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ đó là ngày sát chủ. Ngày sát chủ nó sẽ là ngày Dậu và ngày Thìn. Đó là ngày sát chủ. Ngày Thìn thì sẽ có 3 ngày, mùng 6 là Bính Thìn, 18 là Mậu Thìn và ngày 30 là ngày Canh Thìn. Thì đây là 3 ngày sát chủ ta không dùng. Thứ hai là ngày Dậu, nó sẽ có 2 ngày là ngày 11 là ngày Tân Dậu và ngày 23 là ngày Quý Dậu. Đây cũng là ngày sát chủ tăng dùng. Ngày xấu thứ hai chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử trong tháng 10 thì nó sẽ là những ngày thân. Ngày thân thì sẽ có 2 ngày, mùng 10 là ngày Canh Thân và ngày 22 là ngày Nhâm Thân, thì nó là ngày Thụ Tử chúng ta cũng sẽ không dùng. Đó. Tiếp đến là ngày xấu thứ ba, đó là ngày Nguyệt Phá. Nguyệt Phá này tháng này tháng Hợi đúng không ạ? Tị Hợi là tương xung. Vậy chi là những ngày Tị nó sẽ là ngày Nguyệt Phá. Ngày Tị sẽ gồm có 2 ngày, mùng 7 là ngày Đinh Tị và ngày 19 là ngày Kỷ Tị. Thì đây là 2 ngày Nguyệt Phá chúng ta cũng sẽ không dùng. Đó. Tiếp theo là chúng ta cần loại bỏ những ngày Tam Lương. Ngày Tam Lương sẽ bao gồm những ngày sau này: ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27. Thì ngày mùng 3 nó sẽ là ngày Quý Sửu, là ngày Tam Lương. Ngày mùng 7 là ngày Đinh Tị, đúng không? Đinh Tị là ngày Tam Lương này. Tam Lương ta dùng này. Mùng 3, mùng 7, ngày 13. Ngày 13 nó là ngày Quý Hợi, nó là ngày Tam Lương, chúng ta cũng lại bỏ. Đó. Tiếp theo là gì? Ngày 18. Ngày 18 nó là ngày Mậu Thìn, ngày Mậu Thìn cũng là ngày Tam Lương. Tam Lương chúng ta không dùng này. Ngày 22 là ngày Nhâm Thân, là ngày Tam Lương này, ta không dùng này. Và ngày 27 là ngày Đinh Sửu, nó cũng là ngày Tam Lương. Đó, như vậy là chúng ta loại bỏ 6 ngày Tam Lương, tháng nào cũng vậy. Ngày số tiếp theo chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm 3 ngày là mùng 5, 14 và 23. Ngày mùng 5 nó là ngày Ất Mão. Đúng không? Là ngày Nguyệt Kỵ. Ngày 14 thì nó là ngày Giáp Tý, nó là ngày Nguyệt Kỵ. Và ngày 23 nó là ngày Quý Dậu, là ngày Nguyệt Kỵ. Đó. Tiếp theo chúng ta loại bỏ những ngày Nguyệt Kiến. Thì tháng này là tháng Hợi, Kiến Thế Hợi, đúng không? Thì chúng ta sẽ cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi dùng. Và tháng này ngày Hợi sẽ có 3 ngày là mùng 1 là ngày Tân Hợi, 13 là Quý Hợi và ngày 25 là ngày Ất Hợi. Thì đó là 3 ngày của ngày Hợi. Thì chúng ta cần phải cân nhắc trước khi là dùng xem là có cắt tinh nào chiều đến hay không. Nếu mà ok thì chúng ta sẽ dùng được nhé. Tiếp theo chúng ta loại bỏ những ngày Kiếp Sát, ngày Tai Sát, ngày Nguyệt Sát. Thì Kiếp Sát trong tháng này nó là ngày Thân. Kiếp Sát là ngày Thân này. Tai Sát thì nó là ngày Dậu. Và Nguyệt Sát thì nó là ngày Tuất. Đấy, ngày Thân thì sẽ có 2 ngày, mùng 10 là Canh Thân và ngày 22 là ngày Nhâm Thân. Ngày Dậu thì có 2 ngày, 11 là Tân Dậu và 23 là ngày Quý Dậu. Ngày Tuất thì cũng có 2 ngày là ngày 12 là ngày Nhâm Tuất và ngày 24 là ngày Giáp Tuất. Thì những ngày này chúng ta sẽ không dùng. Đấy, chúng ta lại bỏ 6 ngày, đúng không ạ? Tiếp đến chúng ta lại bỏ ra những ngày Nguyệt Hình. Nguyệt Hình trong tháng này nó là ngày Hợi. Ngày Hợi là tự hình, vừa phạm Nguyệt Kiến này, vừa phạm là Hình này. Nguyệt Hình này. Và Nguyệt Hại thì là ngày Thân, đúng không ạ? Nguyệt Hại là ngày Thân. Thì ngày Thân phạm ngày Thụ Tử rồi, miễn Kiếp Sát ta sẽ không dùng. Đó. Tiếp đến là gì? Chúng ta kỵ những ngày Nguyệt Yếm. Ngày Nguyệt Yếm này nó sẽ bao gồm những ngày nào? Là ngày Sửu, đúng không ạ? Nguyệt Yếm này. Ngày Nguyệt Yếm nó là ngày Sửu thì chúng ta không dùng nhá. Đó. Và những ngày làm đẹp thì quý vị nên kỵ những ngày sau này. Kỵ những ngày sau. Ngày làm đẹp chúng ta kỵ ngày mùng 1 này. Ngày mùng 1 thì nó là ngày Tân Hợi, chúng ta lại bỏ không dùng này. Thứ hai là chúng ta kỵ ngày mùng 6. Ngày mùng 6 là ngày Bính Thìn, chúng ta không dùng thì nó trùng ngày sát chủ. Kỵ ngày 15. 15 là ngày Ất Sửu thì chúng ta không dùng. Và ngày 19 chúng ta cũng sẽ không dùng cho việc làm đẹp, nó là ngày Kỷ Tỵ. Ngày 21 nó là ngày Tân Mùi, chúng ta kỵ không dùng. Và cuối cùng là ngày 23 là ngày Quý
ngày Quý Dậu nó đang là ngày kỵ làm đẹp, chúng ta dùng nhé. Và những ngày cắt tóc thì chúng ta kỵ ngày Đinh. Ngày Đinh đúng không ạ? Ngày Đinh thì chúng ta ngày 27 là ngày Đinh Sửu này. 17 là Đinh Mão này. Và ngày mùng 7 là ngày Đinh, Đinh Tị. Đó, đây là ba ngày Đinh. Và chúng ta kỵ theo ngày 12. Ngày 12 thì nó sẽ là ngày Nhâm Tuất. Kỵ theo ngày 15, ngày 15 nó là ngày Ất Ất Sửu đó. Đó là những cái hung tinh mà chúng ta cần loại bỏ khi mà chúng ta tiến hành công việc làm đẹp. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào các cắt tinh để chúng ta tìm ra được những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cho được là hay thuận lợi. Thì ngày tốt đầu tiên chúng ta cần lựa chọn đó là ngày gì? Ngày giải thần. Ngày giải thần trong tháng này thì nó sẽ là ngày ngày Thìn. Nhưng mà ngày Thìn ấy thì lại bị phạm vào ngày sát chủ, đâu ra không dùng được. Thứ hai là gì? Cắt tóc thì hợp với ngày trực trừ. Ngày trực trừ chúng ta có ngày Tý. Ngày Tý đúng không? Kiến trừ thì ngày Tý thì chúng ta sẽ có hai ngày. Đó là mùng 2 là ngày Nhâm Tý. Nhâm Tý thì chúng ta có thể tiến hành công việc cắt tóc làm đẹp được. Thứ hai là gì? Ngày 26 là ngày Bính Tý. Đó là hai ngày đầu tiên. Tiếp đến là gì? Chúng ta chọn những ngày Thiên Đức. Ngày Thiên Đức thì trong tháng này nó sẽ là ngày Ất. Ngày Ất thì chúng ta trong tháng này không chọn là ngày nào. Vì là gì? Ngày Ất Mão thì phạm Nguyệt Kiến này. Ất Sửu thì phạm ngày xấu này. Còn Ất Hợi thì phạm Hình và là cũng là ngày Nguyệt Kiến, chúng ta không nên dùng. Ngày thứ hai chúng ta chọn đó là ngày Thiên Đức Hợp. Ngày Thiên Đức Hợp là những ngày canh thì chúng ta sẽ có ngày 20 là ngày canh ngọ. Đó. Còn ngày canh thìn thì phạm sát chủ đang dùng. Ngày canh thân thì là ngày mùng 10 là ngày thụ tử, chúng ta sẽ bỏ qua. Tiếp theo là chúng ta chọn những ngày Nguyệt Đức. Ngày Nguyệt Đức thì nó sẽ là những ngày giáp. Ngày giáp chúng ta ngày mùng 4 là giáp dần này. Mùng 4 là giáp dần. Giáp dần. 14 là Giáp Tý. Giáp Tý thì phạm ngày Nguyệt Kỵ đang dùng này. Và Giáp Tuất thì lại phạm vào gì? Nó phạm ngày Nguyệt Sát, ta cũng sẽ loại bỏ. Tiếp theo là chọn ngày Nguyệt Đức Hợp. Nguyệt Đức Hợp là những ngày kỷ. Nguyệt Đức Hợp là những ngày kỷ. Thì ngày kỷ trong tháng này chúng ta có ngày mùng 9 này. Là ngày kỷ, kỷ mùi này. 19 là kỷ tỵ thì phạm Nguyệt Phá, ta cũng dùng được rồi. Vậy chỉ còn ngày 29 là ngày kỷ mão. 29 là ngày kỷ mão. Kỷ mão ta chọn được, đó. Đó. Thì ngoài ra quý vị có thể chọn thêm được những ngày là ngày 16 là ngày Bính Dần này, ngày 28 là ngày Mậu Dần này, đó. Ngày mùng 8 là ngày Mậu Ngọ này. Đó, thì quý vị có thể chọn thêm 3 ngày đó nữa thì nó cũng được cắt lợi và hành thông và nó không bị phạm sát gì. Đó là toàn bộ những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là cắt tóc, cạo râu và làm đẹp. Đây, cắt tóc. Làm đẹp. Thì quý vị tiến hành công việc cắt tóc làm đẹp thì quý vị cũng nên chọn những ngày này cho được hành thông thuận lợi và may mắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể gì cho dừng màn hình lại, chép lại hoặc là chụp lại, hoặc là quý vị ghi nhớ những ngày tốt này để gì chọn cho mình được những ngày làm việc cho được ưng ý và thuận lợi nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.